Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ năm, ngày 6 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình. 5 tháng năm 2019, kinh tế xã hội phát triển ổn định. Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền hàng tỷ đồng. Có một số những gia đình cũng nói là con tôi nó ngoan lắm, nó cháu ở trong nhà suốt, cháu chỉ có đánh điện chơi dùng điện thoại, xem điện thoại thôi, nhưng trong đó là cái việc cháu đã cá độ bóng đá. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Chiều nay, tỉnh ủy Thái Bình tổ chức các hội nghị kiện toàn bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy kỳ họp thứ 87 lần thứ nhất, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư tỉnh ủy đã quán triệt nội dung mục đích yêu cầu về việc kiện toàn bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp đó, đồng chí Đỗ Xuân Thành, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy trình bày kế hoạch kiện toàn bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín giới thiệu danh sách nhân sự ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp đó, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình họp kỳ thứ 37. Theo quy trình 5 bước, kế hoạch kiện toàn bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh được các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành bỏ phiếu kín. Sau hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tại hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy lần 2, các đại biểu tiếp tục thảo luận thông qua kết quả hội nghị mà Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh giới thiệu. Các đồng chí ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy đã chính thức thông qua danh sách giới thiệu ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, các đại biểu trao đổi thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện về khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ thông qua danh sách nhân sự do tập thể Ban thường vụ tỉnh ủy giới thiệu và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự trình hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2. Cũng trong chiều nay, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2 đã thực hiện tiếp các quy trình về công tác cán bộ. Hội nghị đã phân tích kết quả lấy phiếu tại các hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội nghị cán bộ chủ chốt. Các đại biểu thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bổ sung Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bằng phiếu kín. Căn cứ kết quả biểu quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy sẽ trình và đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định bổ sung nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng trong chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Theo dự kiến ban đầu về các nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận 5 báo cáo, 7 tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 5 báo cáo của các ngành, 4 báo cáo và 1 tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau khi nghe ý kiến tham gia của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất sẽ bổ sung thêm 1 báo cáo và 2 tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến quy hoạch và cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào khu kinh tế Thái Bình, cơ chế chính sách phát triển đàn bò trong ngành chăn nuôi, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng thống nhất tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời thảo luận nội dung về công tác cán bộ. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019. Kinh tế xã hội ổn định, sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao. Đây là kết quả được báo cáo tại cuộc họp thảo luận về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 diễn ra sáng nay. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Sự họp có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, các địa phương đã thu hoạch được hơn 40.000 hectare lúa xuân,
ngành chăn nuôi vẫn chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, đến nay đã tiêu hủy khoảng 17.000 tấn lợn bệnh. Đàn gia cầm có gần 13 triệu con, đàn trâu bò khoảng 50.500 con. Tổng sản lượng thủy hải sản tháng 5 ước đạt hơn 18.400 tấn. Toàn tỉnh hiện có 253 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí, có 228 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng hơn 10% so với tháng 4 và tăng gần 21% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất ước đạt gần 6.000 tỷ đồng. Về thu ngân sách nhà nước, thu nội địa thực hiện hơn 2.711 tỷ đồng, bằng 43% dự toán. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Trong tháng 5 đã tạo việc làm mới cho hơn 3.800 người. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến điểm sáng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp khi đã đạt mức tăng trưởng cao. Về nông nghiệp, thiếu mô hình đột phá, công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường còn lỏng lẻo. Một số địa phương còn lơ là trong việc duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo hành lang an toàn các công trình đê điều. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo giải quyết vấn đề tồn đọng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Ngành nông nghiệp cần nghiên cứu tìm ra mô hình phát triển nông nghiệp mang tính đột phá, nhất là trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng nặng nề đến đàn lợn, thì phải tính phương án phát triển đàn bò tại những nơi phù hợp. Cái việc nuôi bò này đấy thì sẽ tận dụng toàn bộ cái phụ phẩm của ngành nông nghiệp. Theo đó thì tất cả những cái rơm rạ hai vụ của người nông dân là sẽ được thu hoạch, phục vụ cho cái thức ăn của đàn bò. Thì là toàn bộ cái diện tích bờ bãi mà trước đây chúng ta là không có thể cải tạo được, thế là những cái vùng mà trồng lúa kém hiệu quả thì đều có thể chuyển sang cái vùng mà trồng thức ăn phục vụ cho đàn bò. Thì đây là cái chuyển sinh kế, chúng tôi cho rằng không có thể ở thời điểm này là không có gì tốt bằng cái này. Thế cho nên là chúng ta sẽ tập trung nỗ lực để mà làm sao tạo được cho doanh nghiệp người ta vào, thế rồi là xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ để người dân tham gia vào cái quá trình này, để tạo ra cái sự thay đổi trong cái tập quán chăn nuôi và từ đó tạo ra cái sự đột phá trong cái ngành chăn nuôi của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính và các sở ngành liên quan hướng dẫn các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ thủ tục để giải ngân hỗ trợ người nông dân bị thiệt hại bởi dịch tả lợn châu Phi, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và chính xác. Bên cạnh đó cần tập trung cho công tác phòng chống lụt bão, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Chúng ta phải đôn đốc kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới đối với các cái xã còn lại và các huyện đăng ký, đảm bảo về đích theo đúng kế hoạch. Theo đó thì năm 2019 là chúng ta sẽ hoàn thành 100% các xã đạt tiêu chí và được công nhận nông thôn mới. Thế và hiện nay đã có 4 huyện đăng ký về đích nông thôn mới, thì chúng ta sẽ cố gắng hỗ trợ tạo điều kiện cho 4 huyện này có thể hoàn thành cái mục tiêu trong năm 2019. Chúng ta phải tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý kiên quyết các cái vi phạm về đất đai ở các địa phương, tránh cái việc là để cho người dân tự chuyển đổi, thế rồi là thôn xã bán đất không đúng quy định. Và trong cái này là chúng ta phải thực hiện nghiêm túc kết luận 50 và nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến việc là cái xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu và cái việc quản lý cái đất đai. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải xử lý ngay những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường. Riêng huyện Hưng Hà khẩn trương có giải pháp đưa nhà máy xử lý nước thải tại xã Thái Phương đi vào hoạt động, xử lý doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường. Các ngành, các địa phương tập trung làm tốt công tác thu chi ngân sách, rà soát khai thác các quỹ đất dư, tránh để lãng phí. Chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đảm bảo nghiêm túc, không để xảy ra sai phạm. Ngành giáo dục đào tạo chỉ đạo đánh giá chất lượng đối với các trường sau sáp nhập. Ngành lao động thương binh và xã hội cùng các địa phương tập trung giải quyết những tồn đọng về chế độ chính sách một cách thỏa đáng, hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các dự án xóa đói giảm nghèo. Các ngành công an quân sự đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, băng nhóm, tín dụng đen. Các sở ngành, huyện, thành phố tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại và những kiến nghị của công dân. Cũng trong sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu đã thảo luận về dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, thay thế quyết định số 33 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự thảo quyết định mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm 6 chương và 44 điều, trong đó 19 điều giữ nguyên nội dung của quyết định 33, sửa đổi 19 điều, bổ sung mới 5 điều, bãi bỏ 2 điều.
việc ban hành quyết định mới là cần thiết để phù hợp với các quy định của pháp luật mới ban hành và điều kiện thực tế tại địa phương. Dự thảo quy định chi tiết về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương gồm đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo quyết định theo nguyên tắc không nhắc lại các văn bản của Trung ương, đồng thời phải cụ thể hóa những điều chung chung. Sau khi hoàn thiện, sẽ gửi các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến để thông qua dự thảo. Đoàn kiểm tra của tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các địa phương trong tỉnh. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc tại huyện Đông Hưng. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí đánh giá cao việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở huyện Đông Hưng đã tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tích cực góp tiền, ngày công lao động và hiến đất thực hiện các tiêu chí. Bên cạnh đó, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc với tỷ lệ giải quyết đạt từ 77 đến 89%. Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo huyện và các ngành thành viên tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xã trong việc thực hiện pháp lệnh, đảm bảo hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo về kết quả của thành phố, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của thành phố cũng như các phường xã cần gắn thực hiện dân chủ với công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, đi đôi với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn, kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm đúng pháp luật những tiêu cực, sai phạm của cán bộ hoặc những đối tượng lợi dụng dân chủ để gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền địa phương. Tổ kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Hưng Hà về thực hiện pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đồng chí đề nghị huyện Hưng Hà tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, thường xuyên rà soát, phân loại các vụ việc xảy ra cần giải quyết tại các xã, nắm tình hình trong quần chúng nhân dân để tổ chức đối thoại. Tiếp theo là những tin tức về lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, là giống lúa bản quyền của công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, Đài Thơm 8 đã khẳng định những ưu điểm về sức chống chịu sâu bệnh, năng suất cao, chất lượng gạo ngon, thích nghi rộng. Giống lúa này có thể thay thế các giống lúa đã bị thoái hóa. Đó là đánh giá của đa số đại biểu là cán bộ ngành nông nghiệp Thái Bình trong chuyến khảo sát thực tế tại huyện Kiến Sương. Đài Thơm 8 là giống lúa thuần chất lượng cao do Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam nghiên cứu chọn tạo, được công nhận giống quốc gia. Đây là giống có thời gian sinh trưởng khá ngắn, vụ xuân từ 125 đến 130 ngày, vụ mùa từ 100 đến 105 ngày, gieo cấy được cả hai vụ trong năm. Khảo sát tại huyện Kiến Sương cho thấy, giống Đài Thơm 8 có nhiều ưu điểm nổi trội, sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, thích nghi rộng, chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh và chống bệnh bạc lá tốt, cứng cây, chống đổ, phù hợp canh tác cơ giới hóa. Năng suất trung bình đạt 6 đến 7 tấn một hecta một vụ, thâm canh tốt có thể đạt 7 đến 8 tấn một hecta một vụ. Vụ mùa năm 2019, giống Đài Thơm 8 đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình bổ sung vào cơ cấu giống sản xuất của tỉnh. Đài Thơm 8 có chất lượng gạo ngon đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, đã được thị trường đón nhận. Và hiện tại, Vinasit đã liên kết với một số đơn vị thu mua toàn bộ sản phẩm trong vùng sản xuất tập trung. Vì vậy, khi tham gia mô hình sản xuất tập trung giống lúa Đài Thơm 8, nỗi lo đầu ra cho sản phẩm của bà con nông dân đã được giải quyết. Thời điểm này, nhiều địa phương đang bước vào thu hoạch và ở huyện Đông Hưng đã tích cực đưa cơ giới hóa vào khâu thu hoạch lúa, giúp người dân giải phóng sức lao động, nâng cao giá trị sản xuất. Huyện Đông Hưng hiện có 7 cụm công nghiệp với hơn 100 cơ sở doanh nghiệp, thu hút gần 11.000 lao động. Số lượng lao động ở nông thôn thiếu hụt. Bởi vậy, sản xuất nông nghiệp của huyện chủ yếu dựa vào cơ giới hóa. Bây giờ chúng tôi là có tuổi rồi, phải không là lao động chân tay nữa thì áp dụng phương pháp cơ giới hóa vào sản xuất. Hiện nay, huyện Đông Hưng đã thu hoạch trên 80% diện tích lúa. Niềm vui của người dân được nhân đôi bởi lúa xuân năm nay cho năng suất cao,
ước đạt trên 72 tạ một hecta và không còn lo về thiếu nhân lực để thu hoạch nhờ có máy móc hỗ trợ. Mình tiết kiệm được một nửa thời gian, chẳng hạn như là gặt máy thì mình gặt chỉ có khoảng một tiếng là xong một sào, mình gặt tay là 150 một sào nhá. Thế mà về mình thì còn thuê người tuốt nữa thì cũng phải bằng phí 200. Thế mà gặt máy thì là có 130 thôi. Huyện Đông Hưng cũng đã tuyên truyền và vận động bà con nông dân để đưa cái cơ giới hóa trong cái sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh cái việc đưa cái cơ giới hóa trong cái sản xuất nông nghiệp này thì huyện Đông Hưng cũng đã kêu gọi các cái doanh nghiệp vào đầu tư từ giống phân bón đến cái bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Tổng số máy gặt đập liên hoàn hiện có của huyện Đông Hưng là hơn 230 máy, phục vụ trên 95% diện tích trồng lúa của bà con. Việc áp dụng cơ giới hóa vào khâu thu hoạch không chỉ giúp người nông dân giảm chi phí sản xuất, thu hoạch đúng khung thời vụ mà còn hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại. Trước tình hình thiếu hụt lao động sản xuất nông nghiệp như hiện nay, cần đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, hình thành các chuỗi liên kết lâu dài giữa doanh nghiệp và người dân và áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Có như vậy thì giá trị hạt gạo mới được nâng lên. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thực sự là một cuộc cạnh tranh khốc liệt, chứa đầy lo lắng, tiêu tốn nhiều thời gian, công sức với học sinh, phụ huynh và thầy cô. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Thái Bình sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8 tháng 6. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được thực hiện chu đáo, bảo đảm cho một kỳ thi an toàn và đúng quy chế. Những buổi ôn tập cuối cùng của các sĩ tử trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh. Căng thẳng, áp lực, đây là điều không tránh khỏi, bởi tâm lý muốn giành một suất vào lớp 10 công lập. Năm nay, toàn tỉnh có 21.870 học sinh lớp 9. Có khoảng 80% số này đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10, trong khi chỉ tiêu lớp 10 công lập trừ trường trung học phổ thông chuyên chỉ là 15.300 thí sinh. Để chuẩn bị cho kỳ thi thì bọn em đã chuẩn bị cho mình thái độ và tư tưởng ôn tập thật là tốt. Điểm mới trong công tác tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm nay là Sở Giáo dục và Đào tạo bốc thăm môn thi thứ 3 sớm hơn một tháng so với mọi năm để các nhà trường chủ động kế hoạch ôn tập tốt nhất cho các em học sinh. Ngoài ra, Sở cũng hướng dẫn cụ thể về việc tích hợp kiến thức của môn giáo dục công dân trong đề thi môn ngữ văn và môn địa lý. Tích hợp giáo dục công dân vào đề thi thì bọn em cảm thấy là bọn em có thể nâng cao được cái kỹ năng sống, rồi hiểu biết hơn về vấn đề đời sống xã hội. Nhà trường cũng đã chuẩn bị đội ngũ giáo viên là những thầy cô có năng lực chuyên môn vững vàng, đã nhiều năm giảng dạy khối 9 và có kinh nghiệm ôn thi, để là những người hướng dẫn cho học sinh kiến thức cũng như là phương pháp kỹ năng làm bài. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, in sao đề thi, phương án đảm bảo an ninh trật tự tại 28 hội đồng thi được thực hiện nghiêm túc với quan điểm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm công bằng cho tất cả các thí sinh dự thi. Với cái công tác ra đề thi, thứ nhất là đảm bảo cái đề thi là có đủ các cái mức năng lực một cái cách phù hợp. Cái đề thi thì phải đảm bảo được cái tính tường minh, tính khoa học, tính vừa sức cho tất cả các em thí sinh. Thế còn hội đồng đề thì làm việc độc lập và hoàn toàn cách ly. Được đánh giá là một cuộc chạy đua, nhiều học sinh hiện đang học ngày, học đêm để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Bên cạnh việc ôn luyện của học sinh, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo cũng nên quan tâm bảo đảm sức khỏe, tâm lý để các em sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng. Ngày 8 tháng 6 sẽ chính thức diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, buổi chiều ngày 7 tháng 6, cán bộ coi thi phải có mặt tại điểm thi để học tập quy chế. Các em thí sinh nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Đây là một trong những điểm mới so với các kỳ tuyển sinh trước. Quý phụ huynh và các em học sinh cần chú ý để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi quan trọng này. Bản tin thời sự tối nay tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về ngày làm việc thứ hai của đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình chủ trì, tiếp tục làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Y Nhuộm Lương Ngọc tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà về việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường. Cụ thể, đoàn kiểm tra xác định công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tâm chưa bố trí khu lưu chất thải nguy hại, chưa có giấy phép xây dựng nhưng đã tiến hành dựng khung thép tiền chế một xưởng sản xuất khoảng 300m². Công ty trách nhiệm hữu hạn CBA chưa khắc phục đường ống xả thải ra môi trường.
công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may xuất khẩu Nam Thành chưa có thủ tục thuê đất nhưng đã xây dựng một xưởng khoảng 1.000 m2 và một số công trình khác. Riêng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may in nhuộm Lương Ngọc, hộ gia đình ông Đinh Xuân Đàm, ông Đỗ Văn Thà và ông Trần Văn Tâm thì đoàn kiểm tra xác định 4 trường hợp này đã tự ý tháo gỡ niêm phong máy móc khi chưa được phép, không chấp hành di chuyển dây chuyền nấu, giặt tẩy, nhuộm ra khỏi khu dân cư, xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản các trường hợp vi phạm và thực hiện các bước xử lý theo quy định của pháp luật. Một vụ đánh bạc với số tiền hàng tỷ đồng vừa được Công an thành phố Thái Bình triệt phá thành công. Nhận được đơn tố giác, Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh phá chuyên án đánh bạc qua hình thức số lô, số đề, cá độ bóng đá. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt và khởi tố 12 đối tượng có hành vi đánh bạc. Trong đó, Đỗ Sĩ Lâm, sinh năm 1978, thôn Bao Hàm, xã Thủy Hà, Hà Ngọc Tùng, khu 8, thị trấn Diêm Điền và Hà Thị Thêu, sinh năm 1982, xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy là những đối tượng cầm đầu. Các đối tượng bị bắt đang tạm giam để điều tra làm rõ. Cảnh báo từ ngành chức năng, hiện tượng đánh bạc ngày càng tinh vi. Công an thành phố đã tập trung chỉ đạo và khám phá nhiều đường dây cá độ bóng đá từ trong địa bàn thành phố đi các địa bàn khác như thành phố về Thái Thụy, rồi từ thành phố về Đông Hưng. Trong 6 tháng đã khởi tố 11 vụ, khởi tố bị can 108 bị can liên quan đến cờ bạc qua hình thức số lô, số đề, qua hình thức cá độ bóng đá. Có một số những gia đình cũng nói là con tôi nó ngoan lắm, nó cháu ở trong nhà suốt, cháu chỉ có đánh điện chơi dùng điện thoại, xem điện thoại thôi, nhưng trong đó là cái việc cháu đã cá độ bóng đá, thậm chí gia đình mình không biết. Nhưng khi đến cơ quan điều tra để gọi là phối hợp yêu cầu để cung cấp những thông tin thì cũng né tránh cái việc này. Nên để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm không phải riêng của lực lượng công an mà nó là của các cấp các ngành, của các lực lượng trong khối cơ quan để đấu tranh cùng cái công an để cái khám phá đấu tranh phòng chống tội phạm này. Đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go và trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.